Quang Minh Euro xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng anh em cùng đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quang Minh Euro. Và trong thời gian vừa qua, rất là cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành cùng Quang Minh Euro. Và hôm nay thì Quang Minh Euro giới thiệu làm clip này để giới thiệu cho anh em một cái dòng loa chung nữa của Pioneer. Clip trước thì có giới thiệu với anh em cái dòng loa chung hở chung 12, chung hở chung bọc cửa từ. Và hôm nay giới thiệu cho anh em một cái dòng loa chung kín của Pioneer, chính hãng của Pioneer sản xuất anh em nhé. Một dòng chung kín, chung chất lượng cao của Pioneer. Đấy. Dòng này thì anh em cũng có thể là phối ghép vào những cái dàn âm thanh của anh em có thể ghép thêm vào ngoài bổ trợ cho cái giải mid cho dàn âm thanh của anh em, hoặc anh em cũng có thể thay thế vào những dàn loa cũ hỏng, những con cặp loa cũ, cặp loa của anh em có cái loa chung nó cũ hỏng kém chất lượng, hoặc anh em cũng để đóng thùng DIY cho mình, đóng cho mình những cái cặp loa mới. Đặc biệt những dòng này dòng chung kín này, khi anh em mà ghép cùng với những con loa bát thì anh em sẽ không phải thùng loa, thì anh em sẽ không phải là tích một cái khoang riêng cho nó, đó là chung kín. Những con chung hở thì luôn luôn phải có khoang riêng, hoặc là không phải những con loa bát sẽ rất nhiều cũng đó. Đấy, nhưng mà chung kín thì anh em không phải tách thùng riêng, không phải vách riêng, khoang riêng so với những con bát anh em nhé. Đó, so với những con xin lỗi anh em, cho con loa chung ở trong này phối ghép rất dễ, và các em cũng có thể ghép thêm ở ngoài bổ trợ giải mít. Nhiều anh em thích cái giải mít nó ngọt hơn thì có thể ghép thêm ở ngoài thì đấu thêm một cặp tụ thôi, anh em có thể đi trực tiếp vào phân tần trong loa, hoặc đi đấu ngoài thì cần thêm một cặp tụ chuyên cho loa chung này, tụ xịn này, nó chung này là được. Đó. Anh em nắm được cái tụ xịn này, anh em mà có nhu cầu thì đấy. Tụ xịn tụ 6.8, tụ của Pháp này, đấy. Chỉ cần thêm tụ này thôi là anh em chơi được, đấy. Không cần phải phân tần nó. Và cái dòng này thì có đường kính ở ngoài, đường kính vành này, thì đó cho anh em mình cùng tham khảo này. Đường kính vành này, đó. Đường kính vành này là 14,5 phân anh em nhé, 14,5 phân. Đó, đường kính lớn nhất vành 14,5 phân. Củ này nó khoảng 8 phân. Anh em nhé, củ 8 phân. Đó. Và chiều sâu này nó 6 phân rưỡi anh em nhé, 6,5 phân. Đó. Đấy, và hai cái tai đây để anh em về có lắm được kích thước khoét thùng. Đấy, phần này để đo này đây khoảng 2 phân. Đấy, 2 phân để phân rưỡi, 2 phân. Phân rưỡi anh em có thể về khoét cái lỗ cho là sao cho thùng với anh em cho phù hợp. Đó. Đấy. Và ngoài ra anh em cũng có thể độ chế, ví dụ như là nhiều anh em có yêu cầu Quang Minh độ chế với dòng kèn tre Quang Minh có kèn đơn, kèn kép, ví dụ như độ chế với dòng kèn đơn này, kèn 45 này. Đấy, kèn đơn kèn 45 này vừa vặn luôn. Đấy, kèn này thì Quang Minh có thể độ được cái dòng chung 12 này, hoặc chung 16, bát 20 đều được. Đó, con chung kín này độ rất là đẹp luôn. Đấy, đó, chung kín độ lắp vào rất là nhiều anh em đã độ vào cái dòng kèn tre của Quang Minh đâu rồi. Đó, chung 12 anh em nhé. Cái màng gân này là gân cao su với màng sơn dầu này, thì chất lượng âm thanh thì cực kỳ là đảm bảo cho anh em. Chung cảm rất ngọt, chung mít thì cực kỳ là ngọt rồi. Sẽ có một cặp ở phía trên kia tôi đang đấu sẵn kia, và sẽ kính mời quý vị và các bạn cùng anh em cùng tham khảo cái bản test. Tôi sẽ test qua đoạn nhạc để anh em tham khảo cái dòng chất âm của cái dòng loa chung kín của Pioneer anh em nhé. Xin mời anh em. Chỉ còn bóng mây mà thôi.
Ok anh em, tôi test qua đoạn nhạc rồi. Đấy, anh em cảm nhận là chất âm của cái dòng loa trung kín, trung ngưỡng của Peeler mang lại. Chất âm cực kỳ là ngọt. Đó. Cái lời ca tiếng hát, cái bản nhạc của anh em có hay không là phụ thuộc rất nhiều vào cái dòng loa trung. Đó. Để cho anh em cùng theo cả. Và cái cặp loa trung hở hôm trước giới thiệu với anh em đây, trung hở bọc cử từ đó, của Peeler cũng là trung 12, con này kích thước thì giống nhau nhưng không giống nhau đó, hai con này, một con trung kín và trung hở để cho anh em cùng tham khảo đây đó, một con trung kín và trung hở đấy, một con trung hở này bọc cử từ dưới hôm trước video trước giới thiệu với anh em 850.000 trên một cặp. Và cái dòng loa trung kín này thì giá sẽ tốt hơn cho anh em, dòng kín này chỉ có 650.000 trên một cặp này anh em nhé, 650.000 trên một cặp loa trung này đó, để anh em về có thể thay thế hoặc độ chế đó. Và anh em nào cần thêm ghép ngoài, có cần kèn tre thì liên hệ Quang Minh, hoặc cần thêm tụ này thì Quang Minh sẽ để tụ này cho anh em, để tụ xịn này về cho anh em ghép thêm ở ngoài đó. Và mọi thông tin anh em có thể liên hệ trực tiếp với Quang Minh 0944737321, Quang Minh Euro dùng Zalo số đó luôn đó. Và anh em nào ở Hà Nội hoặc Sài Gòn cũng có thể qua trực tiếp các cơ sở của Quang Minh Hà Nội, qua Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên và trong Sài Gòn trong quận 7 anh em nhé. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh Euro. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cùng anh em trong những video clip kế tiếp nhé.